Hôm nay lại có điều kiện đến thăm gian của bạn Hoàng Thị Hương với anh Phạm Thanh Bình, tổ 5 Tân Phong, thành phố Lai Châu. Rất là nhiều rượu luôn anh em nhá. Bình rượu quá đẳng cấp. Đây là sâm Trường Bạch. Tông trùng hạ thảo này. Cái này là củ gì ấy nhỉ? Rắn cắn đúng không? Đúng rồi. Tất diệp đây. Cái củ này phải đến 3 cân đấy, đùa đó. Toàn hàng khủng luôn anh em ạ. Đây có hàng lạ. Cái này là lan đúng không em? Tôm đen đấy. À, tôm đen. Tạm thất hoàng. Tạm thất hoàng nhiều đấy nhỉ? Tôm đen, kim tuyến, hoặc là đạm bạc sắc. Là đạm bạc sắc này. Uống thơm không em? Hoàng thảo đạm bạc sắc là lan nó dài dài đúng không anh nhỉ? Dài mềm. Quá đỉnh. Đây là khu vực trồng hàng va của nhà anh Bình nhé các bạn nhé. Đấy, toàn những giống gọi là quá đẹp luôn. Ở đây nhìn sơ qua đây có Phú Thọ. Đấy. HO. Nhà anh mới làm cái dàn này, mới sửa lại các bạn nhé. Đây là ho. Toàn bộ sạp ho các bạn nhé. Nói chung mùa này chỉ ở nhà chăm cây thôi, bởi vì không đi lại giao dịch được các bạn nhé. Quá đẹp. Đây là những chậu kiếm này. Nhìn đây là ho. Ở dưới bố trí những cái khay nước để cho nó chống chống nóng. Quạt tản nhiệt. Chỗ này là cái màng kính bảo vệ. Chung là rất hiện đại luôn. Hoa hồng yên thủy. Chỗ này nhìn đẹp này. Hò kỳ là chi chít luôn. Đây chủ yếu là HO thôi mọi người nhé. Cực kỳ đẹp. Đây là á hậu đây anh. Hai, đây là 2 triệu á hậu. Kẹp cam. To nhỉ. Có thời điểm lên đến 150 triệu sen. Quá khủng khiếp. Hai chậu này là phải tầm chậu này phải tầm mét chưa? Dàn bên kia cũng nhà em luôn, à nhà anh luôn ạ. To nhỉ. Vâng. Quá khủng khiếp luôn. Bên đấy bây giờ toàn gà mà. Đùi gà ấy. Phun cái này để cho nó mát. Vâng. Đây là mỹ nhân hả anh? À hồng 26 ạ. Vâng.
Nói chung là nhiều, rất là nhiều dàn các bạn nhé. Nhà anh Bình thì quá nhiều dàn luôn rồi, vì anh làm lâu rồi mà. Đấy, ở phía bên kia cũng có một dàn mới. Rồi, xin chào cả nhà. Chào mọi người nhá. Hôm nay mình lại có thời gian để quay trở lại thành phố Lai Châu để vào tham quan mô hình lan của nhà anh Bình Hương, tổ 5 Tân Phong, thành phố Lai Châu các bạn nhé. Anh em nhìn những giò ra màu sắc này chắc phải mấy chục năm rồi. Ở rừng mình thích nhất là tam màu sắc vì nó thơm các bạn nhé. Đấy, bên này là những giò rất đẹp các bạn này, tầm khoảng mùa tháng 4, tháng 5 nó nở thì thôi rồi luôn đấy. Đây. Đây, anh em nhìn xem. Đây, toàn bộ cái khu vườn cảnh của bạn Bình Hương, những giò tam màu sắc này thì quá đỉnh rồi. Khu này là quế các bạn nhé. Anh đi đâu? Đây. Đây là quế. À, tam bảo sắc đây các bạn này. Đây cũng là tam bảo sắc luôn. Ở dưới là cái bể nước để cho nó làm mát các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn những cái ngọn này nó không một vết xước nữa. Quá xịn. Đấy. Ở phía trên là phi điệp và đùi gà. Đấy. Mình quay chi tiết cái mặt bên này cho các bạn xem. Đấy. Quá đỉnh luôn. Nói chung mà bạn nào chơi mà có những cái giò tam bảo sắc bản lá to như này ở trong vườn thì nói chung là đáng để mơ ước các bạn nhé. Quá đẹp. Đây, ở phía bên kia là dàn quế các bạn nhé. Quế mùa này nó cũng vẫn chưa nở, đang nụ thôi anh em ạ. Quế này là không biết quế Hòa Bình hay là quế Thanh Hóa. Quế này là quế gì đấy Thanh? Thanh Hóa hay Hòa Bình nha? Đẹp nhỉ? Quế này thì quá là thơm luôn. Đấy. Đây là toàn bộ khu vườn cảnh của bạn đấy nhé. Quá đỉnh. Mùa hoa của nó thì khỏi phải nghĩ luôn. Ở nhà bây giờ nói chung là không còn nhiều hơn ở rừng. Ờ, ta vào sắp bây giờ không ấy được. Không còn những cái cây được như này nữa. Bán nhưng mình không mua lại được thì gì mình cũng bán thôi. Nuôi bao nhiêu năm nó mới thành rồi về đẹp. Cây này nói chung là để chơi vẫn thích. Cái hàng này chơi càng lâu càng có giá. Các bạn nhìn quá đỉnh cao. To đẹp các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn cái lá của nó này. Khủng khiếp luôn. Gà trắng còn
Ở dưới này là cái hồ nước các bạn nhé, để nó tạo cái độ ẩm cho cây. Quá đỉnh. Đẹp từ cái rễ đẹp đi. Đây, các bạn nhìn này, nó thả xuống nước. Và cả cái này nữa. Bên này là cái chậu thập hoa trắng các bạn này. Quá đẹp. Đây là cáo. Cáo đúng rồi. Tam bảo sắc bản lá xếp rụt này. Quá đẹp. Nói chung toàn những cây khủng thôi các bạn. Toàn những cây khủng. Chắc là nhất miền Bắc luôn đấy anh em ạ. Rồi, xin chào cả nhà nhé.